Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 28. A company, mình đã biết chữ verb. Barbecue đã biết chữ noun. Be, come on. Border đã biết chữ noun. Be nâng cấp đã biết chữ noun đây. Canal đã biết chữ noun. Cruise đã biết chữ noun. Delta nó cứ nạp biết chữ noun. Detour nạp biết chữ noun. Distance nạp biết chữ noun. Factory nạp biết chữ noun. Itinerary nạp biết chữ noun. Land nạp biết chữ noun. Magazine nạp biết chữ noun. Pedal nạp biết chữ verb. Hello everybody. Okay, now we learn chapter 10. Taking a trip to a neighboring country. Neighboring country nó mới là bất tế chất khác. Cả thua đồng lá tàu bất tế chất khác. Unit 28. Packing for Vietnam. Là cả điểm chọn thua đồng lá tàu bất tế Việt Nam. We are traveling at Khmer New Year. Dương nâng thua đồng lá, nâu ai bị thi bón chui cho nằm khả mại. Nói con ông mê rên đấy cứ discussing going to a foreign country for a trip. Hãy ôn nâng dô lòng bì ca bà bạc bê dân con nhú đai mình chạy ông bì sơ cam hiếp ảnh ạ cốt phòng đài. Nói con ông bê dân con nhú nâng cứ mê rê tha mình bèn bỏ công phong tới dừng bỏ thành lần nó không bị đến đi và chúng con mơ từng ở clear match the word with the correct picture cú con bị chỉ môi nâng rụp hiệp trầm trấu hai nâng sơ xê của bia nó không nốt bút rồi bỏ nè barbecue nâng ca đột sạch hộp nâng travel ca thua đầm lá distance chầm ngái train rất lớn, passport đi cất long đán, border rộng đán, snorkeling nước mini tha dừng hai tật một tật mờ cá mò snorkeling mờ cá mò rụp nè rụp nè chúng ta phun ai cũng còn bàn thế phun nè đầu khai bờ sen nụ ta phun lọt từ snorkeling đi nó có nó ấy chỉ tụ từ lấy có hai tức nó có từ kêu ấy vì có ấy nó có trẻ nó ngụt tức nó có bài nó có mỗi bài ô trẻ nó có hiệu có trẻ ngụt tức mơ hai tức mơ là snorkeling. Listen and answer the questions. Đáp hai đừng trả lời xong luôn. Where are Hiền and her family going for Khmer New Year? Ta Hiền hay nâng cửa xa rồi bọn liếng nâng tàu. Nà, xâm rạp ngay chôi cho nằm Khmer. Ôn chăm xâm rạp thêm đi, 10.28.1. Tape script, 10.28. Point one. Hey Hiền, would you like to go to see an Ovia with me and my family for Khmer New Year? We are hanging out on the beach for 5 whole days. We are planning to go snorkeling, kayaking, and swimming every day, and my dad is barbecuing seafood and fish on the beach every night that we are there. Wow, that sounds great. But I can't. My family is traveling for Khmer New Year's also. Where are you going? We are meeting an old family friend in Vietnam. Are you and your family driving to Sihanouk Vieu? Or are you riding a bus? We are driving. My dad says it's a long distance. But the time we are safe driving is more time we are spending on the beach. Where are you visiting while we are in Vietnam? We are taking a taxi to the Mok Bai border crossing in Svay Rieng on Saturday. This will be my first time traveling outside of Cambodia. My passport is brand new.
Our friend is meeting us in Ho Chi Minh City in the afternoon. Then, Sunday morning, we are boarding a train and taking it north to Da Nang. We are spending 5 days there and we are doing several short sightseeing trips. I'm looking forward to seeing the historic city of Hoi An. End of tape script 10.28.1. Japanese cover bridge no Hoi An, but they Việt Nam. Boarding a train, boarding lang chi, chỉ kể sắp hay là lang chi rất lớn, lang chi tu cái này dương prà board đấy. Nên bảo lang chi lang, nó dương prà biết gì, như get on, rồi có get off vậy. Cùng mở thằng cầm đi. Listen again and choose the correct word. Chẳng ổn ai. Sắp mà xa tiết hay chưa rồi. We are planning dương nâng miên cùng rồi. Anh ấy present còn nhú dương ở bọn hạ cùng phong ấy. Head plan miên cùng rồi. Tàu snore khai lấy ngài dương hai tức mưu cát mó. Kayak kayaking and swimming every day. My family is traveling, was traveling for my new year also. We are meeting head man and old family friend in Vietnam. Where are you visiting? Did you visit in Vietnam? Our friend is meeting, had met us in Ho Chi Minh City in the afternoon. Then Sunday morning, we boarding a train and take it north to Da Nang. Port Lop to Vietnam, to lay no Da Nang. Then listen and check. Chúng con chăm sóc mà are planning cứ present continue, anh ấy cứ past perfect, anh ấy present continue, anh ấy past continue, vậy nghe chúng con chăm chưa được mơ 10.28.2 1. We are planning to go snorkeling, kayaking and swimming every day. 2. My family is traveling for Khmer New Year also. 3. We are meeting an old family friend in Vietnam. 4. Where are you visiting in Vietnam? 5. Our friend is meeting us in Ho Chi Minh City in the afternoon. 6. Then Sunday morning, we are boarding a train and taking it north to Da Nang. End of kayak nó dương chi tuột liền nhá, kayak chi tuột việc tuột à việc người ta chi tuột tại chào lừa tất nhá là kayak chia prophet tuột mà giảng à dương chi tuột nữa chứ còn mơ càng cầu nấy rule we can use the present continuous tense. Dương ai pra present continuous tense đồng bài này dây ông bí sẽ cầm hiệp ảnh hạc tại bàn cồm tốt rồi hài. Chân này là bọc present continuous miền bì thì mỗi bình chạy sẽ cầm hiệp cầm phong cả là ngày lâu. Tí bí mới là bình chạy sẽ cầm hiệp ảnh hạc để dương bàn cồm tốt dương bọc thành nâng. Form viết cứ positive and is a verb I'm chi dương mất và negative dương còn là time not có is am are. Còn tới bậc question dương tông em is a mó hay đặt sau phần hiểm rưu cầu bật thiên này chẳng mà. My dad is barbecuing seafood and fish on the beach every night that we are there. Ba là bậc nhóm lưng dương bỏ thành lưng á nâng đốt sạch hồ bà há trong lòng hồ sông mốt hà sông mốt hay nâng trầy nâng chân nê sông mốt chỉ riêng rò dục đại dương nâng tình lòng. Chứ như bỏ thân nâng, ớt bỏ cùng bỏ ngay. Phía nhóm tàu cần lại nào muối xong rạp bọn trôi cho nằm khỏe. Ta đã nâng tòa nà, chứng lẽ cả nạn lý cư tùm rốn chìa bệ dần con nhu bằng ta bị chạy sẽ cam phía bản nà cốt. In the future, nó có nâng à nà cốt, à tần lây à nà cốt cư mình chấp bạc.
Weekend dù dương ai pra con kia giá rưu gò cần xong clear bay về liền time expression. Đâm bay ở ngoài, đâm bay chi viên ca vô cho lòng confusion. Chỉ mỗi scam phép này càng là ngày lâu. Ní cứ chia common expression cần xong clear thông mà đá. Tonight dùng ní. Tomorrow ngày sáng, next year cho nằm trời. Rưu gò next week, next month at 5 o'clock ở chắc mà. Dự luôn tới cứ cần xong clear cái hào tha time không rạp mình chạy biển là cột chân present còn như những gì bỏ thành nâng ọt bỏ thành công phô nghề có bằng tác bởi sân ọt miên là cái tha future time về liền là cột đó chứ tôi tới present còn như những gì bỏ thành công phô. Listen to the rest of the tea and hear conversation. Answer the question. Example, on Wednesday, we are hiking through Marble Mountain. Thằng ngày bốt dương nâng đa cạch bấy lùm Marble Mountain. Are they hiking now? Ta phụ kê nâng đa lên cạch bấy ở lâu rí. Yes, you can know. Đã cắt bấy, đã lấy bóng bấy. When are they going to go hiking? Ta phụ kê lần tàu đã lấy bóng bấy đọc bấy nạ. Wednesday. One, after our hike, we are having a party on China Beach and watching the sunset. Are they having a party now? Yes, we don't know. When are they going to have a party? Then Thursday, we are touring Hoi An and I can't wait. Are they touring Hoi An now? When are they going to tour Hoi An? So after crossing the Khao Bridge, I am spending the rest of the morning taking photo of the several styles that the building have been built. Is he spending this morning taking photo? When is he going to spend the morning taking photo? Finally, on Friday, my mother and I are learning how to cook Vietnam food, Vietnamese food. Are they learning how to cook Vietnamese food now? When are they going to learn how to cook Vietnamese food? Tape script 10.28.3. Are you reserving a sleeper car or a seat? A sleeper car, of course. I'm not sitting upright on a hard seat for 17 and a half hours. I have to be able to lie down and take a nap. Where else are you going sightseeing? We will visit the ruins of my son on Tuesday morning. They have stone statues that are similar to the Apsaras of Angkor Wat. On Wednesday, we are hiking through the Marble Mountains. There are many tunnels and caves to explore, including a 400-year-old female Buddha. After our hike, we are having a party on China Beach and watching the sunset. Then, Thursday, we are touring Hoi An, and I can't wait. Early in the morning, we are going to the Japanese Covert Bridge. The light is said to be best for taking photos of the buildings in the morning around Hoi An. So, after crossing the Covert Bridge, I am spending the rest of the morning taking photos of the several styles that the buildings have been built in. Finally, on Friday, my mother and I are learning how to cook Vietnamese food. After my new year, I will cook the food I learned to make for you. Wow, you are doing a lot. I look forward to tasting your new dishes. Tập bồn ai sạp bàn hay chlai xong rồi yes no bàn thế. Tụi tập bồn bàn sạp hay. What are you doing? What are you doing at this time? After school? At 8 p.m. on Saturday evening? Next my new year? Ask your partner what they are doing. What are you doing after school today?
am going fishing with my little brother. What are you doing on Saturday evening? I am watching a horror movie with my family. What are you? We are taking a detour. Detour nó cứ lâu viên, mình là dựng đào lâu cắt ạ. We are taking a detour. Unscribe all the word and write them in your notebook. Tiếng phụ là ai mời, ai đã correct word, unscribe all the word. Read quickly and answer the question. Where are him and her family going? On the train right back, my dad told me he had a surprise for me. Of course, the first question I asked him was, where are you going? I let you know later, he said, smiling and winking at my mom. Winking at my mom. Wink mình đây tha mình này chắc này được lại được mình mày thôi một cơm món. The entire ride mình đã ca chi tầm off tầm môi tầm trống. I was asking him question what I how long is going to take? Are we eating soon? All my dad had said among all these questions was in time. Còn bên. When we reached the station at Nha Trang, my dad said, we, again, get off job. Here, have a snack. Have a snack, cứ dùng hộp hà, nhằm hà cào phê đó. Also, continue our journey by bus later today. By bus, why? Ride a bus, Chitlan. Where are we going? What are we doing? I asked him. He smiled again and looked at my mom and then said, okay, we'll take a detour. A company. Company nó cứ như là tàu chỉ mũi, đào chỉ mũi, lên chỉ mũi, là chỉ rút tàu chỉ mũi, được ôm mình ra. Mr. Yamata to Đà Lạt. Đà Lạt ở Việt Nam. He worked as a nature photographer. Shoot những hình ảnh thọt luôn chứ. For story there. He has asked us to join him. When I heard what we were preparing to do, my head started filling with my all type of other questions. Which magazine are you working for? What type of camera lens cái chọn. Nè, định lens này. Use for the story. What you take photo is of. For full 3 hour bus ride up the mountain to Da Lat, Mr. Yamata sat next to me and answer every question I asked him. Em ai không quên luôn ai bà thế. Read the story again and fill in the blank with the present continue of the verb in bracket. Write your answer in your notebook. Listen and check. And rương một đoạn tiết hai vòng quanh trong trình lót chỉ mỗi cá present continue này kể sẵn. Nông vô mình chọn, sổ xe trình lái nó trong notebook rồi bằng nè. Chẳng là ôn sổ xe kể sẵn nông vô mình chọn, xe chỉ cá continue, present continue. 10.28.4 On the train ride back, my dad told me he had a surprise for me. Of course, the first question I asked him was, where are we going? I'll let you know later, he said, smiling and winking at my mom. The entire ride, I was asking him questions. What are we doing? How long is it going to take? Are we eating soon? All my dad had said among all those questions was in time. When we reached the station at Nha Trang, my dad said, we are getting off here to have a snack. Also, we are continuing our journey by bus later today. By bus? Why are we riding a bus?
Where are we going? What are we doing? I asked him. He smiled again and looked at my mom and then said, okay, we are taking a detour. We are accompanying Mr. Yamada to Dalat. He is working as a nature photographer and is shooting photos for a story there. He has asked us to join him. When I heard what we were preparing to do, my head started filling with all types of other questions. Which magazine are you working for? What type of camera lens are you using? What are you taking photos of for the full 3-hour bus ride up the mountain to the lab? Mr. Yamada sat next to me and answered every question I had asked him. Okay, bason pon srap aton pon ai dap sa lang wing. Look at research journal for the next Saturday. Relate mơ sa pon miên rồi bỏ research sum rap ngay sau khỏi. Journal sa pon miên đi bỏ pon miên. Bấm pin ca son đĩa nó non nốt bút rồi bỏ nè. Conversation. Would you like to go fishing next Saturday? Bishop, I can't. What about later in the morning? Sorry, but. Okay, are you free for lunch? I'd like to, but. How about the afternoon? What are you doing then? At the market, and then at 4:30 p.m. in March. Dinner and the movies. I'm really sorry, but from 7:30 to 10 p.m. Okay, okay, another time. Pay credit. By the way, who's all in your team? Chẳng biết từng ai nấy ôn ai do tàu vùng bến lâu non trần lòng mùi mùi đi. Ta ôn ai thôi bàn thế. 7:20 a.m. volleyball practice. 9:45 a.m. dentist. 12 p.m. lunch with him. 3 p.m. meet mom at market. 4:30 p.m. tutor Aroni in March. 7:30 to 10 p.m. pizza and movies with bull team. Your plan. What are you doing at this time? Practice the conversation with your partner. Use your own plan to explain why you can't do the thing you are asked to do. Nhiệt channel và kia phần miền những cái xe màu màn thua ấy, màu màn thua ấy, màu màn thua ấy. Anh hát channel được lại này chứ. Look at research journal. Channel này viết channel này viết miền này thà phần miền site. Rất gờ cái lại này cái chọn xong đau cái lờ à xì phâu và chẳng thằng ngay á. Nhưng nào đã tên niên lưu của vọt. Bỏ research này. Và vì chân sở xe mong mà thôi mong mà thôi ấy là học trên đó. Exploring the Mekong Delta. Explore nó rộng rộng. Đây sân đó Mekong. Delta nó cứ đây sân đó. Match the word with the correct picture and write them in the notebook. B nâng sạch mống. Itinerary nâng mình này thà. Itinerary nâng cứ ca thua rộng là. Cho người ta ngay ni tổ na, ngay ni tổ na, ngay ni tổ na, nâng itinerary bao giờ. Pedal lúc mình này thà mình này thà tàu gì muối á, pedal. Itinerary lúc mình này thà đôi chìa, đôi dân club riêng là nó đang nghe riêng nó cầm một thi thua đồng lán. Kendo break factory rong chạc workshop sikha sala. Rồi thả rộng chiếc nữa. Cruise card for them là Delta từ đây sân đỏ. Chẳng còn mơ được kiếp nữa hay ai cũng còn bàn thế. Read Woody story and answer the question in the notebook. Who is Woody meeting in Kantu? Will he enjoy holiday? Ta còn bình chất holiday thế. Mơ ở tập bọn này. Read the story again. Fill in the blank using am, are, is.
hai nâng tùm rôn kê sạp trâm tớt nực nông bông ạ chọ chẳng bôn chạm sạp thêm tầm ọc ní hai bông bênh mùi mùi mất. Tape script 10.28.5. Next Wednesday, I'm taking a trip to explore the Mekong Delta in Vietnam. I will leave my home early in the morning and take a bus to Phnom Penh. In Phnom Penh, I am catching a boat and cruising down the Basat River to Chau Dong. My cousin Chuan lives in Vietnam and I'm meeting him in Can Thuc on Friday. My exploration begins in Chau Dong. Thursday morning, I am taking a boat to visit a fish farm. I will spend some time learning about how they live on floating houses. Then, I am visiting a Cham minority village to see their traditional weaving workshop. After lunch, I will take a bus to Can Thuc. In Can Thuc, I'm staying with a local Khmer Krau family and experiencing Vietnamese small village life in Phong Dien village. Early Friday morning, my cousin Chuan is arriving from his village in Sok Trang. The first place we are visiting is Pitu Gosa Yangsai Pagoda. It is said to be the most beautiful Khmer pagoda in the Mekong Delta. At 5 p.m., we are boarding a bus and traveling to Mai Tho. Then, early Saturday morning, we are riding bicycles from Mai Tho to Ban Trang. We want to spend a relaxing morning cycling around the town and are planning to rent a paddle boat to explore the small side canals along the delta. We are also taking a tour of a coconut candy factory before cycling back to Mai Tho. On the way back to Mai Tho, we are stopping at a bee farm. Finally, on Sunday morning, my cousin is going home and I am returning to Cambodia by bus. I am looking forward to my trip. I haven't seen my cousin for a couple of years and it will be good to see him again. Also, it is my first trip traveling by myself and I am a little nervous. Tùm rung kê sắp nông bông ngày chọn nó cứ dừng xe em à y thái dừng bộ ai anh chị. Chẳng hát bốn ai sắp chẳng hai bông bình tạm nông mắt. Read again and mark the sentences hot. Don't forget to write them in the notebook. Chẳng bốn ai sắp xa lần với hai bông bình bị này ế tục này bì mất. Nhưng ấy. Vừa tặng ổn ấy cứ sẽ tên nó không ngon át bọt dừng mình nhận tặng ổn. Read again what order are about activity happening in. Write your answer in the notebook. Chúng con ai nói chỉ lịch mỗi hồ đa lịch phẩm phía. Tì mỗi hồ đa tì phẩm phía. A week in my province. Plan an itinerary for a group of a 10 students. Itinerary nước mình đề tha. Ai dân cầm thi dân trên nằm nà đa lịch những ao itinerary. Plan nước mình cùng rồi. What are you doing? Where are you going? What are you seeing? What food are you introducing them to? Where are you staying? What souvenir are you suggesting? Are you suggesting they buy? Okay. Souvenir nó là một bộ hạ lục sau rì. Monday afternoon, evening. Monday, meeting group at bus station at 9 a.m. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dropping off a group at bus station. Mình hãy cho, đặt cho, drop off. Discuss with your partner what are your group is doing with the exchange student. Biết là exchange student, mình hãy thầm mạch đáp ôn dưới biết là exchange student. Ông mà là dân chân chết không ai, dân tàu riêng nâu bà tê kế. Nhưng họ đã exchange student. Dân tàu riêng nâng cư lạc cả nạ chi exchange student. What are you doing with the exchange student on Monday afternoon? We are taking tour of our town and eating lunch at the Squealing Pigs. Chân bà sân bà ôn sạp ạp đoàn bà ôn ạc mơ vì tàu ôn sạp mấy.
video này được crew bằng cả láng cứ cồn nó cứ chui ăn bỏ prai bằng chân ở phone phone đại liên soi những nó cứ ăn chuột bàn bạn số một phone 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 đại bàn chậm lại về phía mở video được crew bị đam hồ đại trọng tình không thằng phone nâng khách không bằng prai liên ở phía smart phone phone ai bớt sân phone riêng hai năm mình chơi tiết ở nắng bia chỉ phải hà mùi còn mình test thôi mà đã thì giờ riêng cứ những chơi hai để nó không mê riêng đi mê riêng thì một hay ở trong lệch này mê riêng thì một hay ở phần bài nếu cứ bây giờ có cứ đau ở bộ nhớ bị present continuous ở chỗ bài present continuous này thì mỗi dừng bỏ ra cổng bông thông ra dừng bỏ ra cổng bông còn ta đời xa bia miên lại cả nạn kèo tha miên time expression mình chạm biển là cột nút chứng áp à, à, present con như dưỡng miên đây tha nâng lại mình là bia miên đây chỉ là cả nạn áp chút chờ chứng dừng lên bỏ tha công bộ này và số một con bộ xa chết mấy chúng mình biết bộ môn tình ọc nghĩa goodbye.